Thì năm mới này nếu như mấy anh em chơi game Free Fire vào mùng 1 Tết, các bạn sẽ có cơ hội nhận tài khoản có full trang phục, có hộp ma thuật, cũng như là sẽ có cơ hội nhận 20 triệu kim cương miễn phí từ game Free Fire. Thật là hấp dẫn phải không nào mọi người? Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha anh em ơi. Thì ngày hôm nay thì Kẹo rất là vui khi mà đã lấy lại được cái ác 50 triệu của mình mọi người ơi. Thế nên là Kẹo sẽ tặng cho anh em 500 gus con hộp súng M4A một phép thuật nha mọi người. Và anh em ơi, lên hình rồi nha anh em. Như vậy là Kẹo đang hiển thị trên màn hình đó là 10 gus con hộp súng M4A một phép thuật nha anh em ơi, tương đương với 500 hộp súng. Và các bạn chỉ cần là vào trong phần nhập gus code ở trong game nha mọi người, sau đó là anh em nhập những cái mã này và các bạn nhấn vào nhận thưởng thôi, cực kỳ là đơn giản anh em ơi. Và thêm một cái điều nữa là những cái gus code mà Kẹo đang hiển thị trên đây chính là những cái gus code giới hạn nha mọi người ơi, tức là một gus code là 50 người đầu tiên nhanh nhất sẽ nhận được. Thế nên là các bạn nhanh tay nhập và nhận thưởng nha. Nếu mà anh em nhập đủ 10 gus code thì các bạn sẽ có đó là 10 hộp súng M4A một phép thuật nha mọi người. Nào để coi nào, mở thử coi anh em ơi. Rồi nhá, đủ ngày. Ui, vãi, lại là đủ ngày. Như vậy là Kẹo không may mắn rồi nha anh em ơi. Kẹo xin chúc anh em nhận được skin súng M4A một phép thuật vĩnh viễn nha. Hello mọi người, và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với trận đấu ngày hôm nay nha mọi người. Lâu lắm rồi thì Kẹo không chơi cái con nhân vật đó là Olivia nè. Ây, thế nên này, ngáo hả em? Ui, cái này là như kiểu là nó bị lag anh em ơi. Vì like thì nếu như mà anh em nhập được cốt hộp súng M4A một phép thuật thì anh em nhớ like và chia sẻ cho video để cảm ơn Kẹo nha. Rất là cảm ơn tất cả mọi người này. Ten ten. Và đây mọi người, một mạng đầu tiên thì nó vô cùng là đơn giản thôi. Cái này thì ngày trước là Kẹo cái nhân vật Olivia cũng khá là nhiều luôn mọi người ơi, để được cái bộ trang phục này cơ mà. Ngày xưa thì cái đợt mà ra mắt nhân vật có kỹ năng trong game Free Fire thì lúc đấy chỉ có 4 nhân vật duy nhất thôi anh em ơi. Chúng ta có đó là nhân vật Andrew này, nhân vật Thor này, dù là Olivia cũng như là Kelly nữa mọi người ơi. Vâng, phải nói rằng là Olivia là một y tá kiểu như là anh em chơi cái con nhân vật này sẽ có cái tính năng đó là khi mà anh em cứu đồng đội sẽ nhận được thêm máu nha. Một tính năng mà đến bây giờ thì Kẹo thấy rằng là nó chỉ hữu dụng ở trong team squad thôi anh em ơi. Lại kiểu như là mấy bạn nữ mà chơi vai trò y tá thì đúng là uầy, hợp vai anh em ạ, hợp vai luôn anh em. Chứ còn là nam chơi y tá thì thôi xong, nó lại bảo là cái thằng BD này, thế thì có mà hỏng hết bánh kẹo phải không nào. Rồi nha mọi người. Ten ten. Vâng, từ nãy đến giờ thì Kẹo chỉ là lờ ở quanh cái khu vực cánh đồng thôi mọi người ơi. Vậy nên là cũng chẳng thấy ai cả. Thế nên chúng ta xem như nào, lượn lờ thêm xung quanh đây nữa nhỉ. Có ai không đây? Chứ còn là đừng nói là không có người nữa thì thật sự là hơi bị chán luôn anh em ơi. Chơi game là Kẹo chỉ mong là kiếm được người để có nhiều kill thôi. Ôi, vậy là chúng ta có thêm túi máu rồi. Lúc này hiện tại thì Kẹo đang có đó là 7 túi máu nha. Vâng, một cái combo súng là M451 với lại thì MP40. Combo súng phải gọi là khá là chất lượng anh em ơi. Khi mà Kẹo có skin M4A1 rừng xanh nè mọi người nè. Với lại thì MP40 cơ khí nha. Anh em thấy ngầu không? Lận lờ qua đây coi nào. Không thấy ai nữa hả? Chán thế nhở. Chơi game là chỉ mong kiếm được người thôi mà. Uầy, vãi hả? Đứa nào đây? Uầy, em ơi, chuẩn bị lên bảng điểm số nha em ơi. Nào để coi nào. Ấy, thanh niên. Rồi xong luôn. Đắng lòng thanh niên luôn. Ra đi sớm thế nhở. Hôm nay là thật sự là Kẹo chia buồn với bạn luôn nhá. Có loa ca này. Uầy, ngon luôn. Thế này thì đúng là combo chất lượng rồi anh em. Đơn giản là bình thường thì Kẹo rất là hay chơi AK luôn. AK thì mình có skin AK rồng lửa, bắn cực kỳ là nhanh, cực kỳ là mạnh luôn này. Rồi nha, lượm thêm xíu đạn tiểu liên này. Lúc nãy thì Kẹo thấy đạn tiểu liên hơi ít, thế nên là chúng ta cũng nên lượm thêm thôi mà. Ten ten. Thế là hôm nay là Kẹo chơi Olivia mới chỉ có 2 kill thôi. Hiện tại thì cái con nhân vật Olivia này là mình chưa unlock full kỹ năng nha anh em. Chưa unlock full khe kỹ năng, nên là hiện tại là chỉ có unlock được 2 khe kỹ năng thôi. Hết tiền rồi anh em ạ, dạo này nghèo quá. Không thì cũng unlock nốt khe kỹ năng còn lại để thêm tính năng vào quẩy rank cho anh em xem nhở. Vâng, ăn nấm thôi. Rảnh rỗi quá mà anh em, nên là chúng ta tranh thủ ăn nấm thì cũng tốt mà. Có gì đâu nhở. Uầy, nhanh thật.
Thật sự là Kẹo không ngờ luôn. Vừa mới vào chơi game mà tầm này chỉ còn lại có 2-3 người chơi nữa hả? Ây, vậy là chỉ còn lại một nửa số lượng người chơi thôi anh em ơi. Nhanh dữ vậy ta. Lại ăn nấm thôi anh em ơi. Vâng, và chúng ta có full 200 EP đấy. Full 200 máu luôn. Ngon không mọi người nhở? Hello hello. Vâng, và chạy nãy giờ thì Kẹo đã qua khu vực thị trấn rồi. Khu vực ngoài này mình nghĩ là sẽ đông người hơn ở trên cánh đồng. Kiểu như là cái đồng hoang vu hẻo lánh, còn qua đây là thị trấn là sẽ đông người hơn nè. Hello, có ai không? Uầy, phía trước mặt có người anh em ơi, chuẩn bị là qua luôn nào anh em ơi. Anh em thì chấm đỏ chưa? Chấm đỏ ngay trong UAV đó. Đây, phía ngoài. Ơ, sao Kẹo chưa thấy được nhở? Thằng bé đâu rồi ta? Hello, hello. À đây à? Uầy, uầy, mũ đỏ chứng tỏ là KB nhở? Xong luôn 3 kill, ngon không anh em? Thế luôn mấy thằng rơm rơm như này, tuổi gì sơ được Kẹo hả mọi người? Rồi nha anh em, tính đi xe nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì thôi anh em ơi. Đi xe máy cho nó bắn cho vỡ đầu. Có gì thì đi mấy con xe hai chỗ anh em ơi cho nó lành. Đấy, đi xe máy là chỉ có nước vỡ đầu sớm thôi. Kẹo là Kẹo kinh nghiệm rồi anh em ạ, chơi thua nhiều quá, tự rút ra kinh nghiệm thôi. Vâng, lúc này thì chúng ta có được luôn một cái giáp 4.5 này. Anh em thấy ngon không nhở? Đấy, tranh thủ nè. Ui, vãi hàng. Gạ team up hả em ơi, anh không chơi đâu. Anh không chơi team up đâu em ơi. Đừng gạ anh team up thế chứ. Nào, ui, làm sao? Để con nào. À đủ, thanh niên rơm rơm này. Chúng nghĩ chú là ai? À đủ. Rồi anh em ơi, bình tĩnh nào. Bây giờ thế này nhá, quấn máu cái đã anh em ơi. Quấn máu cho nó chắc nè. À, lên tầng à? Lên tầng à? Xong luôn, vỡ đầu. Ui, thường quá nhỉ anh em. Thằng bé vừa chạy lên từng canh tôi xong cái, mình vác AK bắn ra cái vỡ đầu luôn. Ui, đúng kiểu đáng thương thế nhở. Bạn ơi, hôm nay bạn gặp Kẹo là bạn đen rồi nhá. Quá là ngon lành luôn. Và chúng ta có, đây anh em ơi, 4 kill rồi. Còn lại 14 người trận thôi anh em ơi, bình tĩnh nào. Cứ phải là bình tĩnh leo rank thôi mọi người. Rồi nha, let's go nào. Tên tên mọi người, chúng ta có một con xe monster chắc nè. Lên luôn anh em ơi. Lên xe săn mạng cho nó dễ này. Nãy giờ chạy mãi nhưng lại không thấy ai cả. Bây giờ là có xe là chắc là kiếm người nó sẽ dễ hơn thôi. Nào, trên này có ai không đây? Ui, à đây rồi. Ui, anh tìm chú mãi. Ui, anh tìm chú mãi này. Làm sao? Lao ra cơ. Rồi làm sao? Làm sao này? Ui, bình tĩnh nhé. Xong luôn anh em. Thanh niên à? Thanh niên tính sơi Kẹo á? Sơi Kẹo là sơi thế nào được hả anh em? Ngon lành luôn nhở. Vâng mọi người ơi, tầm này thì mình đã full máu rồi, lại thì full EP rồi. À đâu, EP không full anh em ơi. Sorry anh em, là Kẹo hơi nhầm xíu. Và chúng ta sẽ lựa thêm bông keo đi. Ok luôn nè. Vâng, mình đang có đó là 6 trái bông keo. Vứt bớt những trang bị thừa đi cho nó rộng ba lô này. Và chúng ta cũng có đó là 6 túi máu luôn. Thế này thì mình nghĩ là mình tự tin top 1 luôn anh em ơi. Vẫn đang còn 6 trái bông keo cơ mà. Trong khi là chỉ còn lại có 6 người trận thôi anh em ơi. Cố gắng top 1 nha mọi người. Và anh em ơi, nếu như mà anh em thấy những video của Kẹo hay, các bạn đừng quên nhấn like, các bạn chia sẻ video để ủng hộ cho Kẹo nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. À mà quên, anh em đăng ký nhấn chuông luôn nhá. Ten ten, 6 người chơi thôi mà. Lên đây như Kẹo vẫn chưa thấy ai cả. Nản thật sự luôn này. Ủa, thế là các ông lại trốn đâu rồi? Phải hàng. Tầm này thì mình sẽ phải qua cái hòn đảo bên cạnh thôi anh em ơi. Qua đảo bên này thôi. Tại vì là bên mình thì bo đã không thu bên này. Qua đây cho nó chắc ăn này. Thấy dựng nhiều bông keo phết nhở. À, hai đứa đang solo với nhau à? Rồi để coi, xem ai thắng. Anh thắng hay là hai chú thắng này? Ui, vãi hàng. Đã hạ gục nhau luôn. Vãi, sợ quá nhở. Từ từ anh em ơi, từ từ vòng lên đây. Thằng bé vẫn đang quanh quẩn ở cái khu này thôi. Lo gì anh em. Đâu rồi bạn ơi, chỗ nào? Nào, nhanh lên tiếng nào em ơi. Đâu rồi hả em? Ngay đấy á hả? Ui, thôi xong. Thế là lên bảng điểm số nha. Dính ngay lớp xe thế thì các bạn không lên bảng điểm số mới lạ này.
ngon lành 6Q rồi các bạn ơi. 3 người chơi nữa thôi anh em ơi. Vâng, như vậy thì lúc này cơ hội chiến thắng của kẹo đã lên đến đó là 25% rồi. Let's go. Vào thẳng phía trong luôn anh em ơi. Xem thằng nào láo nháo là sơn nó luôn nhá. Hello hello các bạn ơi. Các bạn đâu cả rồi? Các bạn qua đây slow với kẹo nào. Chẳng thấy ai cả, vắng thế nhá. Không hiểu luôn. Thật sự không hiểu anh em ạ. Các bạn đã trốn đâu rồi? Để mình đi tìm khổ như này nhở. Hello hello. Bên này có không ta? À đây nè. Một đứa anh em ơi, một đứa anh em ơi. Thằng cuối đấy à? Thôi xong này. Thanh niên, làm sao vậy hả? Yes. Tuyệt vời lắm mọi người. Wow. Tôi một giờ này các bạn ơi. Và bây giờ thì tặng cho anh em bông hoa nhá. Anh em nhớ like và chia sẻ video nha. Giờ thì bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nè.